hình hài này có sinh, có diệt, còn bạn thật sự là vô sinh, bất diệt. Khi bạn bắt đầu nhận ra con người chân thật của mình, con người trong sáng, thuần khiết, tĩnh lặng, sáng ngời mà luôn hiện hữu, thì bạn bắt đầu có sự tự tại, an nhiên. Những gì trước đây bạn cho là quan trọng như những sự kiện, tình huống nào đó hoặc một cảm xúc mạnh luôn trực chờ tuôn chảy ra, thì nay những điều này trở nên vô cùng bình thường, giản đơn và không còn chi phối bạn nhiều nữa. Bởi bạn biết rằng đâu mới chính là con người chân thật của bạn, và không đồng nhất mình với tình huống đó, cảm xúc đó, sự kiện đó. Bạn nhận biết trạng thái nhận biết sáng ngời chưa bao giờ bị gián đoạn nơi chính bạn. Và vì thế, một niềm hỷ lạc, khinh an bắt đầu lưu xuất ra. Bạn có niềm vui nhưng không cần một điều kiện gì cho niềm vui này cả. Đây là niềm vui của người đã nhận ra con người chân thật nơi chính mình, thấu hiểu rõ mình là ai. Một niềm vui an bình, sống động đang biểu hiện, lưu xuất vô cùng mầu nhiệm. Bạn nhận thấy mình chính là thực tại linh động trùm khắp, sáng ngời và đầy tính nhận biết này, không còn bị ràng buộc bởi hình hài năm uẩn này nữa. Bạn vĩ đại hơn và to lớn hơn hình hài này nhiều. Bạn tự do bởi những ý niệm, kinh nghiệm quá khứ, những khung khái niệm mà bản ngã huyễn ảo đã tạo ra. Bạn tự do được như thế, đơn giản bạn đã nhận ra bạn chính là khung trời đầy tính nhận biết, đang thấy mọi việc, nhận biết mọi việc diễn ra bên trong nó mà không có một người nào đó tạo ra, kể cả sự tồn tại, chuyển động của hình hài cũng là một phần của tổng thể đang diễn ra dưới khung trời đầy tính nhận biết. Ở đó, ngoài năng lượng nhận biết ra, không có ai cả, không có con người nào cả. Bạn nhận thấy rằng bạn đã hiện hữu trước khi hình hài này biểu hiện, và sẽ hiện hữu sau khi hình hài này ẩn tàng. Và bây giờ, thông qua hình hài này, bạn kinh nghiệm thế giới, nhưng con người chân thật của bạn không phải là hình hài này. Con người chân thật của bạn rộng lớn hơn nhiều. Hình hài này có sinh, có diệt, còn bạn thật sự là vô sinh, bất diệt.